Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, mời chị ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Dạ, cảm ơn em. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào quý khán giả, em tên là Trần Kim Thấm. Năm nay em 33 tuổi ạ. Hiện tại sống ở thành phố, ở quê ở miền Tây là Bạc Liêu đó anh. Bạc Liêu. Dạ. Thấm ở thành phố, Thấm làm gì? Dạ, hiện tại em là trưởng bộ phận kinh doanh của công ty Kèm Nghĩa. Còn bạn trai giới thiệu đi. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Và xin chào toàn bộ quý vị khán giả. Mình tên là Lương Văn Hợp, 37 tuổi, quê quán ở Bắc Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty về sản xuất bao bì giấy ở bên Bình Tân. Dạ. Có làm chủ cái công ty đó luôn? Đại khái là vậy. À, cái đường tình duyên của em thế nào? Đường tình duyên của em thì nó không được đẹp lắm. Tức là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng. Sau đó là chia tay. Đăng ký kết hôn rồi có 2 tháng phải chia tay nhau vậy? Bạn gái lúc đó thì có mẹ với bà ngoại là bệnh nặng, là muốn an tâm về cháu gái vậy đó. Thì bạn gái đề nghị với em là sẽ làm đám cưới xong thì hay lại trở về bình thường. Em thì em nghĩ là nếu mà có thể được thì cũng ổn định luôn, nhưng mà nó cảm giác là nó miễn cưỡng, nó không ổn. Ủa, tụi em quen nhau lâu không mà đàn gái có thể đề nghị cái điều đó? Khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Quen có 2-3 tháng thôi. Dạ. Cũng chủ động, tức là hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi, là rõ ràng là như vậy rồi. Rồi, coi như mà lỡ một lần đò. Vậy còn Thắm, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có 4 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì em có đính hôn, nhưng một năm thì mình chia tay, mình cảm thấy không hợp. Sau đó thì mình cũng quen một vài bạn trai. Và mối tình gần đây nhất là mình mới chia tay được gần một năm. Và lý do mình chia tay là mình không cảm nhận được sự quan tâm từ người bạn trai. Người bạn trai không bao giờ hỏi mình đi đâu, làm gì, ăn cơm chưa, đi chơi với ai, đi mấy giờ về. Mình cảm thấy nó quá lạnh, cho nên là sau 3 năm mình quyết định chia tay. Vậy còn cái lần đính hôn đầu tiên, tại sao mình đính hôn rồi mà cuối cùng mình không tiến tới? Cái đó là khoảng cách. Tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách cho nên mình chia tay. Yêu xa. Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ bên đàn gái muốn tìm một bạn trai như thế nào? Biết chia sẻ và quan tâm cho gia đình, đặc biệt là người phụ nữ của mình, không thoái thác hết các việc của gia đình cho vợ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, chắc anh Quyền Linh. Anh này đẹp trai hơn anh Quyền Linh. Dạ. Vậy em... còn bên đàn trai, anh mong muốn tìm được một người phụ nữ như thế nào ạ? Dạ, thân hình cân đối, gương mặt thì xinh xắn và ứng xử khéo léo, dịu dàng và cũng chu đáo trong cái công việc gia đình. Bạn gái, bạn không thích điều gì ở đàn ông? Thứ nhất là hút thuốc. Hút thuốc? Dạ, em rất là ghét mùi thuốc. Thứ hai là mê nhậu hơn mê vợ. Thứ ba là không biết làm việc gia đình, có nghĩa là nấu ăn hay là giặt giũ hay là chăm con. Ba điều đó đưa ra, em có vướng vào một điều nào đó không? Dạ, có thuốc thì em cũng không hút, nhưng mà châm thuốc cho ông Địa hàng ngày thì vẫn châm. Tức là cái miệng sẽ có mùi thuốc. Còn chuyện gia đình ấy, thì em nghĩ là những cái việc ở trong gia đình, tẩy khá như quét nhà hay là giặt đồ cái gì đó thì cái đó làm thực ra là để giảm stress thôi, chứ nó cũng chẳng phải nặng nhọc gì. Còn khi mà chia sẻ thì có nhiều cách chia sẻ, nếu như bạn nữ vui mà cảm thấy là chia sẻ như vậy là vui hơn cái chuyện một số việc khác thì ok, thì cũng không có gì cả. Còn cái vấn đề thứ ba nữa thì quan tâm thì em nghĩ là người con trai hay người con gái cũng vậy, cũng cần có một việc để làm và có một người để yêu, để nhớ. Thì khi người ta yêu người đó thì chắc chắn người ta sẽ phải nhớ và quan tâm về người đó, đó là điều dĩ nhiên. Và cái đó cũng rất khó miễn cưỡng. Nếu như bạn kia đã thực sự yêu thì cái chuyện đó cũng không cần phải đòi hỏi, tự nó sẽ tới. Tại vì yêu là từ trong con tim mình, em nghĩ là như thế. Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Thì phụ nữ lúc nào cũng muốn chồng mình, muốn bạn trai của mình muốn nhìn thấy rõ ràng. Thể nhìn thấy. Đúng. Có thể là một cái lời nói, hoặc một cái hành động, hoặc một cái gì đó. Tại vì đó là những cái khoảnh khắc mà hạnh phúc hai người dành cho nhau. Nếu mà không có những khoảnh khắc, không có sự quan tâm, nó cuộc sống nó rất là tẻ nhạt. Đúng rồi. Thư hoàn toàn đồng ý với em. Đàn ông luôn mặc định việc nhà, việc nội trợ là của phụ nữ. Thực sự những việc đó phụ nữ chúng tôi có thể làm được, đúng không? Nhưng mà tại sao yêu cầu đàn ông phải share cái việc đó, phải chia sẻ cái việc đó là sao?
cùng làm việc nhà, cái cảm xúc của vợ chồng nó sẽ gắn kết hơn. Cùng đúng nửa cái chén, em đứng rửa, anh đứng tráng đó, thao đồ, giặt đồ, em bỏ vô máy, anh đỡ bóc lên phơi hoặc là dọn dẹp chung. Cái đó nó gắn kết tình cảm thật sự rất là nhiều. Có đôi khi hai vợ chồng đầy đủ điều kiện, ta có thể thuê một cái người nào đó giữ cho con rồi làm việc này thì mình chủ yếu kiếm tiền cũng được. Dạ. Cái điều quan trọng nhất là quan tâm tới nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cùng đồng hành làm những việc đó với nhau thì cái tình cảm nó khác. Khó lắm, nhiều và khi ta đi làm. Và đàn ông bây sáng. Giờ thì họ thiếu cái điều đó lắm. Không có đâu. Chị rất thích cái quan điểm này của em. Dạ vâng. Em thì em nghĩ là việc nhà thì không nhất thiết phải là rửa chén. Ví dụ như cô vợ rửa chén, còn em đi sửa điện nước hay là quét mạng nhện chẳng hạn. Ừ. Chào anh. Nãy giờ nghe giọng nói là Thư tưởng tượng một cái gương mặt khác, một cái kiểu khác, nhưng mà gặp anh thì khác. Em nhìn đàn ông lắm. Phương Phi, đàn ông. Nhìn hả, em tưởng bên đây đàn bà. Anh kỳ quá. Người ta phân biệt cái nét đẹp, ví dụ như em phân biệt nét đẹp là gì? Cái gương mặt đàn ông đó. Nhưng gương mặt của anh là gương mặt bánh bao. Rồi có những cái nét đẹp cool boy, có những đẹp ngầu ngầu, có nét đẹp baby, có nét đẹp lãng tử, có nét đẹp đểu đểu. Anh hiểu không? Nhiều lắm. Em phân biệt nhiều lắm. Cái gương mặt anh này mặt chữ điền, đàn ông. Không đẹp. Cán rộng. Nó khen ta mặt chữ điền, nó khen tôi mặt bánh bao. Anh cho em hỏi nha, giờ tới em nè. Ừ. Ví dụ như là một cô gái trước đó họ có thể là một người phụ nữ hiện đại, nhưng về với anh, họ yêu anh thì họ thay đổi là họ sẽ giảm việc ở ngoài. À, anh nghĩ thì dĩ nhiên là cái người phụ nữ hiện tại bây giờ thì họ cũng có nhu cầu về xã hội. Dạ. Thế nên nếu mà họ đã giảm cái lượng công việc ở bên ngoài để họ quan tâm tới gia đình. Dạ. Thì đồng nghĩa với việc là cái người đàn ông mình cũng phải nhìn lại cái sự hy sinh của cái người phụ nữ đó, chứ không phải là một cái gì nó thay đổi dễ dàng. Anh nghĩ là như vậy. Vỗ tay cho câu trả lời của anh. Cảm ơn anh. Anh thích một mẫu người phụ nữ hiện đại hay truyền thống? Anh thì anh thích với gia đình thì nên theo truyền thống, còn nếu mà với xã hội thì nên hiện đại. Ra bên anh ngoài. Hơi tham lam. Giờ kiếm người phụ nữ ra đường hết sức là hiện đại, hết sức là văn minh, nhưng về nhà như một con mèo ngoan, chăm chồng truyền thống. Hơi khó hả em làm được không? Vì làm kinh doanh cho nên em có tư duy rất là hiện đại. Ừ. Nhưng vì em là xuất thân từ miền Tây, Bạc Liêu, cho nên công dung ngôn hạnh hoặc là nữ công gia chánh là em có thể đảm đang được. Đó, trời, bên nhà gái em là được cả hai luôn đó. Số 1, bộ đồ anh đang mặc, ai chọn cho anh? Anh thích cái màu và anh phải hỏi tư vấn một người bạn của anh. Con gái hay con trai? À, dĩ anh con trai. Bạn anh có người yêu chưa? Bạn anh hình như là nghe nói cũng chụp hình cưới rồi. Dạ thôi được rồi, em không hỏi nữa. Cảm ơn anh. Bây giờ đàn gái hỏi hơi nhiều ha. Bây giờ mình gặp hai họ đi. Dạ. Em trai đi với ai? À, em đi với em trai, nhà hai anh em nữa. Em ruột hả? Dạ. Rồi chào em. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Đầu tiên em thấy người bạn gái bên này thì có một dáng hình rất là xinh xắn. Cũng thấy rất nhiều cái quan điểm giống nhau. Em chia sẻ thêm một chút về anh trai của em. Anh là một người rất chu đáo, anh rất chỉ là nghiêm túc trong cái chuyện mà hẹn hò. Em muốn là hai người cho nhau một cái cơ hội để sau chương trình này thì mình có thể tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Mời đàn gái. Thắm, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với bốn bạn đồng nghiệp. Dạ, em lời đầu tiên em xin chào tất cả quý vị khán giả và anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Thì em là đồng nghiệp của chị Thắm. Về anh thì em ấn tượng đầu tiên lúc mà anh vừa mới bước lên thì từ cử chỉ đặt bó hoa xuống, đặt hộp quà xuống thì em khá là ấn tượng. Cảm giác như là anh rất là tử tế. Thì không biết là style của anh lúc ở công sở như thế nào, chưa hình dung ra được rõ. Nhưng mà style hiện tại thì rất là chất. Em thấy thật sự là anh này cũng phù hợp với chị. Chị cũng thấy vậy. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Dạ, mở rào. Bắt đầu đi. Đó, không gian này là của hai bạn. Tôi xin tặng em một hoa. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hoa đẹp quá. Dạ. Anh xin tặng một món quà này nữa. À, đây là chiếc khăn quàng cổ. Anh rất trân trọng cái mối quan hệ ngày hôm nay. Dạ vâng. Đó là ý nghĩa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. À, em bảo ra, đây là một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cái nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. À, ok. Anh cảm ơn nhiều.
Đây quà, đây là một chiếc khăn hả? Dạ. Anh có thể anh, okay. Cột. À, đây em cầm luôn cho, em phụ cho. Ừ, nhiệm vụ của em là vậy mà. Đây đây. Trời ơi, chọn cái khăn màu cũng tinh tế nữa. Cái gu của thẩm mỹ ông này là tôi chịu rồi đó. Anh chưa có khăn cho ai và cũng chưa có khăn cho mình. Thế nên đúng rồi. Em sẽ cột thế này thôi nhé. Đám cưới em làm dâu phụ được hả Thư? Sao vậy anh? Đám cưới em làm dâu phụ á. Dạ. Anh làm rể phụ cho. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, anh cảm ơn. Anh ngồi đi, mến ngồi, mến ngồi. Ừ, tự nhiên như ở nhà. Thắt khăn đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn anh. À, về vấn đề hôn nhân á, dự định đến khi nào anh có thể lập gia đình đám cưới? Theo anh nghĩ khoảng 3 tới 6 tháng. Thời gian có thể nhiều hơn, nhưng mà bằng cách không để thời gian kéo dài, anh sẽ làm cho nó cấp tốc hơn. Dạ. À, còn một quan niệm này muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về sống thử trước hôn nhân? Nó thiệt tình là anh cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì anh cũng nghe xã hội người ta cũng bàn tán nhiều nhiều ý kiến, nhưng mà quan điểm của anh thì anh nghĩ là không nên. Về cơ bản trong một người con trai với một con gái thì nói về trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội thì cái người đàn ông phải là nhiều hơn. Và trong việc sống thử khi mà nó không thành công á, cái người đàn ông lúc đó họ không còn trách nhiệm gì với cái phía bên kia. Mình cảm giác là nó không ổn lắm. Anh mà có con gái thì anh sẽ không thích chuyện đó. Thì em thì có quan điểm khác. Em nghĩ rằng khi mà hai người yêu nhau đủ chín mùi thì việc sống thử trước hôn nhân nó cũng là một cái lợi thế để hai người có thời gian hiểu rõ nhau về cuộc sống với nhau như thế nào. Thực ra em chứng kiến rất là nhiều bạn bè em quen nhau, cưới nhau rồi sau đó hôn nhân tan vỡ vì chưa hiểu nhau thật sự, chưa chấp nhận được những cái thói xấu hoặc là những cái điều không tốt của nhau. Anh thì anh nghĩ là cái việc mà tìm hiểu nhau nó thực tế hơn đó. Không nhất định cứ phải sống thử, tức là mình sẽ có nhiều cách để tìm hiểu nhau. Trước đây không cần sống thử, họ cũng tìm hiểu nhau, họ cũng hạnh phúc vậy, tại sao cứ phải sống thử? Mà rất là nhiều nơi họ cũng văn hóa khác mình, họ cũng sống thử liên tục đó chứ. Nhưng mà họ cũng chắc gì đã hạnh phúc hơn mình đâu. Anh không có phủ nhận cái chuyện là cái tác dụng của nó, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có nhiều cách lựa chọn tốt hơn là cái việc đó. Em á, cá nhân em á, thì em tôn trọng cái điều đó. Và cái điều đó nó giúp em hiểu được sâu hơn cái người mình chọn làm chồng. Và quyết định của mình nó xứng đáng để mình chọn. Đúng là hồi trưa ông bà chúng ta nói là không có nên ăn cơm trước kẽn. Nhưng mà với cái thời bây giờ và cái xã hội hiện tại, em nghĩ điều đó để giúp người ta hiểu sâu hơn, nhiều hơn với nhau, để tránh những cái sau này hối hận là vì ngày xưa tôi chưa hiểu anh, vì ngày xưa tôi chưa biết anh, vì ngày xưa tôi chưa biết tật này của anh nên tôi hối hận. Những cái câu đó nó rất đơn giản nhưng nó sẽ găm vào tim gan của người khác. Thực sự là anh không dám phủ nhận chuyện đó, nhưng mà chỉ có điều anh thấy nó sao sao á. Sao sao? Nếu mà chưa lập gia đình mà bây giờ chính thống mà tuyên bố là hai người sống thử với nhau thì anh nghĩ là anh sẽ không dám. Cái chuyện sống thử nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là mình có yêu thương nhau không. Dạ, đúng bây rồi. Giờ cưới nhau giống như anh, cưới nhau mới có 2 tháng à, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Thật sự đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng xem lại một cuộc hôn nhân mà sống thử, người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ. Vẫn là phụ nữ. Ví dụ người hiểu chuyện nói cô đó yêu anh đó mấy năm trời rồi thôi chia tay. Người không hiểu chuyện người ta nói trời ơi con nhỏ đó sống với thằng đó bao nhiêu năm còn cái gì nữa. Người thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Con ông có thể sống thử cô này, sống thử em 6 tháng rồi xong yêu cô khác sống thử 1 năm, vẫn có thể lấy vợ hoài hoài. Cái thời gian mà tìm hiểu á là giấu. Anh yêu giấu, em yêu giấu, giấu hết. Đó. Nhưng sống thử, thời gian lòi ra hết à. Bởi vì sao? Đàn ông sợ một cái điều duy nhất, 2 từ, trách nhiệm. Giống như em đã nói rồi á, yêu nhau là một chuyện, sống với nhau là một chuyện. Vì khi sống với nhau á là phải dung hòa. Vì anh tốt cái này nhưng mà em không tốt thì anh phải thông cảm với điều đó. Tại vì con người không có ai hoàn hảo cả. Và em không hề muốn tìm một người đàn ông hoàn hảo. Em muốn tìm một người biết chăm sóc và chia sẻ. Người đàn ông biết chăm sóc, chia sẻ mới mang đến cái gia đình hạnh phúc. Chứ thật sự tiền không mang đến trong gia đình mình hạnh phúc. Chết đứa đừ, thiệt. Bây giờ mình nói một vấn đề nữa thôi, mình kết thúc ha. Chị là con trai, chị quên. Mình thích con trai, con gái, quan điểm mỗi người luôn. Bởi vì cái chuyện này cũng quan trọng lắm. Việc con cái là việc trời cho. Con nào cũng là con cả. Nếu có điều kiện thì xin nhiều, không có điều kiện xin 2 đứa. Còn anh ấy thì anh nghĩ là anh thích đông một chút, ví dụ như ba chẳng hạn. Và anh là người nói chung là
cá tính mạnh, nên anh cũng hy vọng là anh cũng có một người con trai đó. Nói chung là có một cái người bạn cùng đồng hành trong cái công việc sau này. Dạ. Đấy, cái này hết sức quan trọng. Ai cũng muốn có con trai, và cuối cùng nếu như phụ nữ không đẻ được con trai và cứ thế đẻ hoài chừng nào được con trai thì dạ. Sao? Và xuất phát cái mâu thuẫn từ đây. Gia đình em là ba chị em gái, ba em không có con trai. Nhưng mà ba người con gái thì cha cảm thấy rất hạnh phúc vì ba người con gái rất là gần gũi và chăm ba rất là nhiều. Và vấn đề sinh con trai hay sinh con gái không có nằm ở người phụ nữ. Dạ. Dạ, y học đã chứng minh. Con trai con gái anh? Cũng quan trọng, và... quan trọng là chăm sóc con mình lớn lên, khôn ngoan, thành đạt như thế nào đó thôi. Thôi, chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Xin mời hai anh chị mình bỏ tay vào nút bấm. Hai anh chị đều đủ tinh tế để có thể cảm nhận về nhau là người như thế nào. Thanh xuân như một tách trà, thôi đừng lần lựa hết bà thanh xuân ha. Rồi, 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, nào, cô gái không bấm. Dạ. Lý do sao Thắm? Dạ, tại vì thứ nhất là em có yêu cầu là một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ. Vì em là người phụ nữ độc lập cho nên cả điện, cả nước, cái gì em cũng có thể làm được, nửa công gia chánh, cơm nước trong gia đình. Cho nên em rất là cần người đó cùng đồng hành với mình trong cuộc sống sắp tới. Vì đó là những cái niềm vui tuy nhỏ nhưng mà nó mang lại hạnh phúc nhiều trong cái cuộc sống hôn nhân. Em nghĩ là mình phải tôn trọng cái ý kiến, tức là mỗi người sẽ có một cái quan niệm sống. Và nếu như mà nó mà hòa hợp với nhau, mà đã thích nhau á, thì chuyện gì cũng bỏ qua được. Còn nếu mà mình cứ miễn cưỡng thì em nghĩ là cũng không tốt. Ừ, đúng rồi. Và như hôm nay các bạn không có nợ với nhau. Dạ. Nợ này sẽ có một người nào đó họ sẽ gắn với các bạn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hãy giữ lấy món quà này, xem như chúng ta có một kỷ niệm trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rất tiếc các bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa may mắn nhận được phần quà là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng đến từ thương hiệu Vietsun Travel. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Rất tiếc hai bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Cảm xúc của Thư là Thư hơi bị bất ngờ. Tại vì Thư nghĩ là hai người rất là hợp nhau, rất là hợp nhau. Nhưng mà chị vẫn tôn trọng quyết định của em. Yeah. Anh biết thế này, là đây một chàng trai rất là giỏi, có một cái khát vọng cũng lớn nhưng mà anh ấy chưa quyết liệt. Có thể là anh hơi chung chung chút xíu nên cũng chưa truyền tải được cái cảm nhận cho cô gái bên kia. Cô gái bên kia cũng rất là bản lĩnh. Chính vì thế nên trong mọi công việc anh ấy có thể quyết định rất nhanh, nhưng trong tình yêu mình nên quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ chút xíu nữa nha chàng trai của tôi. Chúc anh thành công. Cảm ơn anh đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn em. Dạ, xin mời. Xin cảm ơn. Em cảm thấy hết sức là tiếc nuối. Khi nhìn vào Thắm á, em thấy bản thân em ở trong Thắm rất nhiều. Như Thắm nói là Thắm chủ động về tất cả mọi thứ, kinh tế, về điện, về nước, về Thắm có thể làm tất tần tật. Nên Thắm chỉ cần tìm một người đàn ông có thể chia sẻ. Bên đàn trai cũng chia sẻ được, cũng thông cảm được. Nhưng vấn đề là anh ấy chưa nói ra được. Tại sao anh không nói? Thì anh chưa quyết liệt, có thể là anh còn hơi nhút nhát chút xíu trong tình cảm. Chính vì thế nên bây giờ anh còn đang...
sản xuất luôn á. Chị là sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 87 ạ. 87. Còn Gấm? Sinh năm 95. Rồi. Rồi, ok, các bạn về chỗ đi. Bây giờ là mình cùng nhau trao đổi đi ha. Rồi tới đâu tới tới đó. Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Điều bình phước đây ngon lắm à. Thôi bây giờ giữ chứ trước mặt lắm đi đó. Về khỏe mạnh chưa, chơi thể thao được chưa? Hả? Giống thấy coi, về tướng tá thì kêu giống như nãy mình muốn á. Có chơi thể thao không? Khỏe, khỏe lắm á. Rồi, ok, về chỗ đi nào. Hai người đối diện nhau nói chuyện đi. Đó. Không, ta hỏi lý do ly hôn đó, thật ra mình sống trong 11 năm rồi đó. Mình cứ phải mình là... Tây Ninh với lại Bình Phước á. Thank you.
nếu ta có điều kiện, chúng ta nếu mà chúng ta yêu nhau thật sự thì không sai. Chúng ta có thể đem một điều đến cho giống có thể kinh doanh một điều thế này, mình lấy muối muối tây ninh mình đi ngược của mình phước mình bán, ví dụ vậy, nó trái lại bàn cái ví dụ vậy. Thật ra là vừa đi gọi là giao lưu với nhau, vừa gặp gỡ, vừa làm ăn cũng được, nhưng quan trọng là có yêu nhau không thôi, hai bạn có cảm xúc với nhau không thôi. Nhà bạn trai thì có đầy đủ điều kiện, có xe cộ cho thuê nè, có công ty nè đang phát triển các thương hiệu hạt điều đó, nếu mà gọi là mở chi nhánh ở Tây Ninh thì cũng được. Họ kinh doanh là cũng được rồi. Bây giờ mình nói chút xíu về quan điểm hôn nhân gia đình đi, để hiểu nhau hơn, và các bạn trao đổi với nhau. Một cái sự mặc nhau nó không còn nữa.
rồi trò chuyện với nhau về di tích lịch sử, rồi biết được cái du lịch để cho hiểu chúng ta sẽ trở thành người bạn cái gì cũng đó tùy nó thôi. Thì bây giờ chúng ta chỉ có gặp nhau lúc này, nhưng mà cái sự trên gặp nhau đó thì cuộc sống nó xa lắm nha. Rồi chúc các bạn cuộc sống thì mọi người ghét của mình. Chứ còn cuộc sống truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ để ý lắm và bỏ mình rồi lắm, và cũng rất nhiều cô gái sẽ gửi cái tình cảm của mình về cho chị nha. Chúc mừng các bạn. Bây giờ sẽ là một phần quà của chương trình dành cho các bạn. Nước rửa chén, nước rửa tay, nước rau xà, bán ở Tây Ninh cũng có, ở Bình Phước cũng có, nước mua đâu cũng được, không mua cũng được. Đây là các tập hợp khác tập luyện công nghệ EMS trị giá 7,5 triệu cho mình. Được rồi. Đây, quà của em giữ lấy, nhớ gặp cô gái ở di tích lịch sử ở Tây Ninh rất là dễ thương. À, sau cái chuyện này á, rất nhiều người sẽ gửi thư về để có thể tìm chú hai bạn đó nha. Chú hai bạn nào có giải thích? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hôm nay thật ra là khó, rất khó với Mai và mỗi thư viện. Không biết cách nào cũng giải quyết đây. Thôi, giải quyết được lúc nào thì được đó quý vị nha. Đó là số phận, đó là số mệnh rồi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.